Theo một tin chấn động lĩnh vực bất động sản và ngành giải khác, ông Trần Quý Thanh, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và con gái Trần Uyên Phương bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, vụ án liên quan chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được C01 khởi tố từ tháng 3 2021 để làm rõ những lùm xùm liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Thanh. Tuy nhiên, đến tháng 11/2022, cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định. Có thể thông tin này mọi người chưa nắm, không gì là không thể, ông chủ Tân Hiệp Phát Dr. Thanh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Mỹ, sở hữu hơn 40 loại sản phẩm nước giải khát xuất khẩu đi 20 quốc gia trên thế giới. Mục tiêu doanh thu năm 2023 sẽ cán mốc 23.000 tỷ. Liên mến chào tất cả cô chú anh chị em, rất vui được gặp lại quý vị. Thưa quý vị, vụ án liên quan đến nhà Tân Hiệp Phát thì đã được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo cùng Lê Văn Lâm, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích là hai con gái của ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát. Theo đơn tố cáo, thì ông Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó thì vào tháng 12/2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động như giao dịch chuyển nhượng, mua bán cho tặng, cầm cố, thế chấp v.v. và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và thành phố Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên. Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị các cơ sở ngành và Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư. Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương. Và theo thông tin từ Bộ Công an, C01 đang tiến hành điều tra xác minh giải quyết nội dung đơn của một số nhân dân, công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại hai địa phương này. C01 cho biết quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, khởi tố bị can bà Trần Ngọc Bích, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Bà Phương và bà Bích đều là con gái ruột của ông chủ tịch Tân Hiệp Phát. Cả hai cũng bị điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 4, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thi hành các quyết định tố tụng trên và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can. Và với thắc mắc của nhiều người đặt ra câu hỏi là liệu chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quý Thanh đối mặt với khung hình phạt như thế nào? Thì theo một luật sư cho biết là ông Thanh và hai con gái bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thì với cái điều khoản bị khởi tố, ba bị can này sẽ đối mặt với mức án từ 12 đến 20 năm. Trước sự việc này, dư luận cũng nhắc lại những bài đăng trước đây của bà Nguyễn Phương Hằng vào năm 2020 về bài học vô cảm, về có một gia đình nào đó đã học cái lớp học vô cảm để làm giàu. Thì gia đình đó là ai? Bà Nguyễn Phương Hằng không có nêu tên, nhưng những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ thì đó đã đem đến rất là nhiều thông tin cho quý độc giả. Vừa rồi trong livestream trước đây, Ly cũng đã chia sẻ bài viết của CEO Nguyễn Phương Hằng về bài học vô cảm. Thì trong video lần này, thưa quý vị, Ly chia sẻ cho quý vị một bài viết nữa của CEO Nguyễn Phương Hằng. Sau khi đọc hai bài viết về sự vô cảm của một gia đình nào đó từ bà Nguyễn Phương Hằng, Ly có cảm tưởng bà Nguyễn Phương Hằng ngoài là một diễn giả ra thì bà có thể nói là một nhà chiêm tinh rất có tài. Ly xin chia sẻ với quý vị bài viết thứ hai vào ngày 3 tháng 12, 2020. Tiếp theo cái bài học vô cảm mà Ly đã chia sẻ với quý vị trong livestream mới đây. Bài thứ hai mang tựa đề học vô cảm để rồi vô ơn.
để xem chúng ta sẽ tìm thấy những gì trong bài viết của CEO Nguyễn Phương Hằng, và có câu trả lời về liệu gia đình nào đó đã chi tiền học bài học vô cản để làm giàu không nha quý vị. Hôm nay Phương Hằng tôi xin tiếp tục được chia sẻ những trải nghiệm về những con người mà Phương Hằng tôi đã từng gặp trong cuộc đời mình. Phương Hằng tôi muốn nói đến nhân quả, vì cái nhân họ gieo và cái quả họ gặt tôi đều nhìn thấy được. Nó là một bài học, một giá trị sống để chúng ta có dịp suy và nghĩ, chiêm và nghiệm xem Phương Hằng tôi nói có đúng không. Trong cuộc đời chúng ta, ai không có đôi ba lần hoặc năm ba lần gặp biến cố trong cuộc sống. Tôi muốn nói đến một nhân quả và một nhân vật mà tôi đã chứng kiến được từ lúc họ gieo cho đến bây giờ là lúc họ gặt. Bởi chính vợ chồng tôi đã từng là người trong cuộc với họ. Họ gặp biến cố, họ làm ăn gian lận và gặp rủi ro. Họ tìm đến vợ chồng tôi để cầu cứu. Mặc dù trước đó tôi một mình về tới Bình Dương, nào có quen biết ai đâu. Cách đây 10 năm, họ đã đi dự lễ cưới của tôi và họ đã ngồi ở dưới chửi rủa tôi không thương tiếc. Đến mức một người bạn phải nhắc khéo tôi rằng về Bình Dương sống hãy cẩn thận. Nhưng khi họ gặp nạn, tôi và anh Dũng vẫn hết lòng giúp đỡ họ tai qua nạn khỏi. Vì lúc đó họ đứng trên bờ vực thẳm, tôi nguyện trong đời mình có thể không giúp được ai, chứ nhất định không bao giờ hại ai. Chính tôi là người động viên anh Dũng giúp họ, mặc dù trước đó họ đã đối đãi với tôi không ra gì. Một cục kẹo của họ tôi cũng chưa từng ăn, chưa từng nhận. Vậy mà sau khi giúp họ xong, họ qua cầu rút ván và phỉ báng chúng tôi lần thứ hai. Họ vô ơn đến trân tráo, đến xấu hổ. Kể cả người nghèo hèn nhất trong xã hội này cũng không thể làm được việc đó như họ. Bởi họ đã học vô cảm để biết vô ơn với người đã giúp đỡ mình xong. Sự nghiệp của mình, thanh danh của mình tiêu tan trong một nốt nhạc. Vợ chồng tôi đã hết lòng ngược xuôi giúp họ, vậy mà họ đã cho tôi một bài học trân tráo. Họ vô ơn đến mức biến thành ân oán chỉ trong một nốt nhạc. Và đây là những sự thật, rất thật. Có lẽ khi đọc bài viết này, họ sẽ cảm nhận hết những gì Phương Hằng tôi dám nói, mà điều tôi nói là rất thật. Họ đã rất mãn nguyện với những gì họ đối đãi sau cái ân tình đó. Tôi cam đoan rằng chỉ có những con người học vô cảm như họ đã học mới san bằng tất cả những thứ đối với người ân nhân của mình. Họ trân tráo đến mức có ngủ mơ tôi cũng không nghĩ ra trên đời này có một loại người như thế. Họ là ai? Họ là người có danh tiếng, có tiền bạc, có thế lực. Họ là người biết tất cả mọi thứ trên đời. Chỉ có duy nhất một thứ mà họ không biết là không biết điều, không biết ơn, biết nghĩa, biết sống cho lẽ phải. Họ đã nhẫn tâm đưa ra rất nhiều người đi tù chỉ vì dám đòi hỏi quyền lợi. Họ là ai? Họ là những người bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Nhưng cái hội tiêu dùng e đã được họ dùng như một công cụ giẫm đạp lên mọi thứ đạo đức để sinh tồn cho đến bây giờ. Và có một điều được tôi tạm gọi là chân lý. Họ dùng tiền của mình, dùng thương hiệu của mình để biến họ thành kẻ cho vay nặng lãi siêu cấp, siêu cao cấp. Họ dùng công chứng để cướp tài sản của người khác công khai một cách hợp lý giữa lúc người ta bế tắc và yếu đuối. Họ ăn cướp một cách rất trí thức vì họ có tiền, hiểu biết pháp lý và dùng mọi thủ đoạn để hút máu người khác vào những lúc người ta bế tắc nhất. Sự việc đã và đang diễn ra, không biết rồi đây họ có lấy tay che được cả bầu trời hay không. Quý vị hãy đợi xem. Tất cả những trò dơ bẩn để tạo ra một thương hiệu được che đậy bởi một tấm bằng được mua với giá 200.000 đô tận Malaysia, đó là bảo bối để che đậy thân phận cho họ, chỉ xuất thân là một kẻ không ra gì. Phương Hằng tôi tin có nhân có quả, bởi chính họ đã dạy cho tôi một bài học vô ơn mà tôi đi từ ngỡ ngàng này qua ngơ ngác kia. Trong cuộc sống mà chúng ta không biết ơn ai đó đã tốt với mình, đã tử tế với mình, đã hết lòng vì mình mà còn sống vô ơn như vậy, thì thử hỏi người đó có đạo đức, có lương tâm hay không. Chúng ta phải biết cảm ơn những người đã đồng cảm với mình, chia sẻ với mình, dù là một ánh mắt, một cái nắm tay, một nụ cười thân thiện cũng đã ấm áp rồi. Cần chi tới những lời có cánh. Đó là văn hóa sống, văn hóa cư xử với nhau, tình người cho nhau là ấm áp chân thành nhất. Với những con người như vậy, xin quý vị đừng tin tôi, mà hãy nhìn xem tương lai của họ đi đâu, về đâu. Khi họ học vô cảm để rồi vô ơn với tất cả những người sống cùng,
làm cùng những người giúp họ qua những cơn hoạn nạn, thì tôi biết rằng tất cả chỉ là công cụ để giúp họ biến thành kẻ bá đạo nhất, nhiều tiền của nhất, để là phương tiện cho họ thỏa mãn cái đạo đức đê hèn được che đậy bằng một thương hiệu quốc tế. Nghĩ mà tiếc cho họ đã không có tình thương nhân loại mà còn đi hút máu nhân loại và đôi khi tàn sát cả nhân loại để trở thành kẻ bá đạo. Ngay trong xã hội bây giờ, chắc quý vị cũng lấy làm sốc khi nghe Phương Hằng tôi trải lòng về một sự vô ơn qua những bài học vô cảm mà họ học được trong cuộc đời này. Đây là một trong những gia đình số hiếm. Họ vượt qua cái lẽ đời thường, vượt ngưỡng để đi về đích cũng chỉ vì tiền. Họ muốn vô địch thiên hạ vì với họ, tiền là thước đo. Theo tôi được biết, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu và kết thúc như thế nào là do nhân họ gieo và quả họ gặt. Tôi chia sẻ bài viết này để lột trần sự thật mà ai đọc qua bài viết này chắc chắn đều có những suy nghĩ của riêng mình, những phán xét của riêng mình. Nhưng Nguyễn Phương Hằng tôi nói thật, không sai nửa lời và chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình. Mong cuộc sống này không có những con người sống vô cảm đến tàn nhẫn lạnh lùng trước mọi mất mát đau thương của người khác. Mong họ quay đầu sống làm người tử tế. Vì suốt thời gian qua họ đã trả giá không ít, nhưng họ nào có sợ trời đất, có sợ ai đâu. Đó mới là điều đáng sợ. Lần đầu tiên Phương Hằng tôi chia sẻ một bài viết, đọc nghe cao trào phẫn nộ và chắc quý vị sẽ thắc mắc không biết là ai. Có phải vậy không thưa quý vị? Chúc cho quý vị có cuộc sống bình an dù nghèo hay giàu. An yên tự tại là điều hạnh phúc nhất, bình yên nhất, Nguyễn Phương Hằng. Quý vị thấy là bà Nguyễn Phương Hằng viết thấm sâu từng câu từng chữ phải không ạ? Và phải nói là bà Nguyễn Phương Hằng là một chim tinh gia. Bởi vì những cái nhận định của bà có tầm nhìn xa và những cái nhận định của bà thì mỗi người khi mà đọc xong cái bài viết này, bà cũng nói là sẽ có những cái nhận định cho riêng mình và đâu đó sẽ có những cái nhận định kiểu như là à, bà nói đúng rồi, mọi chuyện nó cũng đã trở thành sự thật rồi. Và Ly cũng xin nhắc lại câu kết rất là hay của bà Nguyễn Phương Hằng mà Ly rất tâm đắc, là mong cuộc sống này không còn những người vô cảm, vô tâm trước những nỗi đau mất mát của người khác. Ly cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe theo dõi bản tin ngày hôm nay. Ly sẽ tiếp tục bình luận cũng như thông tin đến quý vị về những vấn đề mà Ly cùng với quý vị đang quan tâm. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe, vạn sự bình an. Ly xin mến chào và hẹn gặp lại.